Chào quý vị và các bạn. Sau 3 giờ chiều thứ hai, mưa rông sẽ lại xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo có nơi mưa to trên 50mm, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp. Mưa sau một ngày nắng mạnh có thể kèm theo cả dông lốc và gió giật mạnh. Quý vị đến với Kon Tum dịp này sẽ bắt gặp mưa rông vào chiều tối của 2 ngày tới đây. Sang đến thứ tư thì trời sẽ nắng ráo cả ngày, thích hợp cho kế hoạch khám phá núi rừng Tây Nguyên của quý vị. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ vào khoảng 32 độ C. Với mức nhiệt này, ở ngoài trời thì nắng rát ra, nhưng mà trong bóng râm, không khí lại thoáng đãng, dễ chịu. Buổi đêm và sáng sớm ở đây còn lành lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 21 độ C. Cùng với tiết trời se lạnh, rừng thông gieo mùa này ở Măng Đen, Kon Tum còn có những thửa ruộng bậc thang, lúa chín vàng, cánh đồng lúa măng búc và ruộng bậc thang Kon Tu Rằng cách trung tâm thị trấn Măng Đen khoảng 10 km. Xuống đồng gặt lúa cùng với người dân ở đây sẽ là một trải nghiệm hết sức thú vị với du khách. Còn với các điểm du lịch ở Trung Bộ, nắng nóng vẫn sẽ kéo dài. Tại cố đô Huế, dự báo nhiệt độ cao nhất cả 3 ngày tới đây sẽ ở mức 35 đến 37 độ C. Trời nóng rõ vào giữa trưa và đầu giờ chiều, còn từ tối cho đến sáng sớm hôm sau, thời tiết sẽ dịu hơn, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 27 độ C. Trái lại ở Bắc Bộ, dự báo mưa rông vẫn sẽ xuất hiện về chiều tối và đêm chủ nhật cũng như là ngày thứ hai. Người dân ở vùng núi Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cần đề phòng với mưa lớn. Cảnh báo có nơi mưa to trên 150mm, nguy cơ cao gây ra sạt lở đất trên các sườn đồi núi và lũ quét trên các sông suối nhỏ. Bên cạnh đó, gió giật và sấm sét cũng có khả năng đi kèm trong cơn dông. Tại thị trấn Sapa, dự báo thứ hai sẽ có mưa nhiều, có nơi mưa to. Đến thứ ba và thứ tư, mưa sẽ giảm cường độ. Thời gian tập trung về chiều tối và đêm, còn ban ngày trời sẽ tạnh ráo, có khoảng hửng nắng. Nhiệt độ lên cao nhất sẽ là 26 đến 27 độ C, nhưng vẫn là ngưỡng dễ chịu. Ban đêm thì trời rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ 19 độ C. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.